Câu hỏi của bạn Lý Nghiêm cho em hỏi phương pháp làm trắng da là như thế nào? Ok, chúng ta sẽ phải biết là cái phương pháp nào nó sẽ có khả năng làm trắng da. Thứ nhất là chúng ta, cái mà chúng ta hay dùng ở trên thị trường ấy, đầu tiên là chúng ta bôi một cái sản phẩm có màu trắng lên da. Và đấy chính là cái phương pháp mà chúng ta có thể là mọi người thấy là bôi kem lên và sau đó nó trắng da, đúng không ạ? Chúng ta bôi cái kem trắng da lên và da chúng ta trắng lên. Hay là khi mà chúng ta đi tắm trắng ấy, thì bản chất của cái tắm trắng người ta cũng sẽ bôi một cái sản phẩm có màu trắng lên và nó sẽ làm cho da trở nên nó trắng hơn. Hay là cái phương pháp mà người ta phun nano, tức là người ta giơ tay như thế này, người ta có một cái máy người ta phun từ trên xuống dưới kiểu như sơn ấy. Thế thì người ta bôi sơn hay là phun cái màu trắng lên thì cái màu trắng đấy nó trắng giống như cái màu trắng da của chúng ta ấy, và nó làm cho da chúng ta có trở nên có màu trắng hơn. Thế thì cái phương pháp này nó sẽ giúp cho chúng ta cái hiệu quả rất là nhanh. Sau khi làm xong phát là trắng luôn, thích trắng bao nhiêu có trắng bấy nhiêu. Màu trắng như thế nào đó là da do chúng ta. Nhưng nó sẽ có một cái nhược điểm là nó phụ thuộc vào cái sản phẩm đấy, cái chất lượng của sản phẩm đấy. Nếu như chất lượng ok thì không sao, nhưng một số trường hợp ấy mà cái chất lượng nó không tốt ấy, nó làm cho da chúng ta bị dị ứng với sản phẩm đấy. Và khi mà da chúng ta bị dị ứng với sản phẩm đấy, nó sẽ rất là nhạy cảm, da có thể là viêm da, viêm nang lông, hay là một số những trường hợp mà kích ứng da thì nó sẽ bị đỏ hết toàn bộ da. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta bôi hay là chúng ta phun như thế, nó dẫn đến tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Thì đấy là một trong những cái nguyên nhân, và khi mà bít tắc lỗ chân lông thì có thể dẫn đến tình trạng là viêm nang lông sau đấy. Đấy là cái nhược điểm của cái phương pháp này. Ưu điểm thì nó giải quyết rất là nhanh, thích bao nhiêu là được bấy nhiêu. Nó sẽ có thêm một cái nữa là cái thời gian của nó. Thường là khi mà chúng ta bôi lên như thế, chúng ta phun lên như thế, thì cái quá trình mà chúng ta tắm ấy, thì nó sẽ làm trôi đi. Thế thì tùy người ta sẽ cho một cái chất gì đấy vào để cho nó bám vào trong da nó được lâu, thì có thể nó sẽ rơi tầm 1-2 tuần gì đấy. Sau đó chúng ta liên tục cái liệu trình của nó, cứ 2 tuần làm một lần, 2 tuần làm một lần, thì nó liên tục như thế, và chúng ta thấy là da nó trắng. Nhưng mà ngừng bôi thì nó sẽ là hết trắng. Thì đấy là cái đầu tiên. Cái phương pháp thứ hai để mà chúng ta làm trắng da nữa, đó là người ta dùng một cái phương pháp để mà peel da, hay là chúng ta gọi là lột da. Nên mọi người thấy là có một cái giai đoạn mà chúng ta thấy là cái phương pháp làm trắng da mà sau đó chúng ta bóc cái lớp da như lột da, đúng không ạ? Thì đấy là cái phương pháp mà khi người ta bôi lên ấy, thì nó sẽ làm bong cái lớp ở trên bề mặt da của chúng ta. Và cái lớp ở trên bề mặt da của chúng ta ấy, nó có cái màu sạm đen, màu xịn. Và khi mà chúng ta bôi một cái lớp như thế nó bong ra thì nó sẽ làm cho da chúng ta trở nên sáng hơn. Thì đấy là cái nguyên tắc của cái việc mà chúng ta làm cái peel để mà làm sáng da như thế. Nhưng mà cái phương pháp này thì nó sẽ gặp một cái nhược điểm là gì? Là sau khi mà chúng ta làm một bong ra như thế thì cái hàng rào bảo vệ của chúng ta nó sẽ bị yếu, và nó rất là dễ bị bắt nắng. Nên là mọi người làm cái phương án đấy xong thì khi mà chúng ta ra nắng cái nó rất dễ bị tăng sắc tố. Thế thì bây giờ có rất là nhiều phương pháp mà người ta làm, đó là người ta bôi một cái lớp rất là nhẹ thôi, tức là peel một mức độ rất là nhẹ cho nó bong ra nhẹ thôi. Sau đó thì người ta bôi cái sản phẩm có màu trắng lên, tức là phối hợp hai cái phương pháp mà mình vừa nói vào để cho da nó trở nên nó sẽ trắng hơn. Thì đấy cũng chính là một cái phương pháp làm trắng. Một cái phương pháp thứ ba mà theo mình nghĩ là nó an toàn nhất, nhưng mà hiệu quả của nó sẽ là nó kém hiệu quả nhất so với hai phương án kia, tức là nó sẽ lâu hơn để mà có hiệu quả, đó là người ta sẽ đưa những cái sản phẩm vào để mà ức chế tế bào sắc tố, tức là ức chế tế bào melanin không sinh ra sắc tố nữa, thì da nó sẽ trở nên nó sẽ sáng hơn. Thế thì cái phương án mã này ấy, thì một số người ta dùng bằng cách là người ta truyền cái chất mà ức chế vào, thì chúng ta sẽ biết đấy là cái phương pháp truyền trắng đấy. Thế thì thường mà cái phương pháp truyền trắng người ta hay truyền đó là glutathione, vitamin C hay lecithin. Một số trường hợp khác nữa người ta có thể truyền luôn cả tranexamic acid. Thì đấy là một số những sản phẩm. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại thì Bộ Y tế của Việt Nam không cho phép truyền trắng. Nó không có trong danh mục kỹ thuật. Nên nếu như mà các bạn mà truyền thì có thể các bạn sẽ bị vi phạm và có thể phải đóng cửa cơ sở. Một số trường hợp thì người ta vẫn là truyền chui thôi. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý cái đấy nó sẽ không được phép để mà làm. Đặc biệt nữa là trong cái quá trình mà truyền trắng nó có thành phần là vitamin C thì nó rất là nguy hiểm, có rất là nhiều trường hợp bị sốc vì cái vitamin C đấy. Thế thì thay vì cái việc truyền như thế thì người ta sẽ thay thế bằng cái phương pháp là uống. Thì có những cái sản phẩm mà uống để trắng da, ví dụ như tại thời điểm hiện tại mình đang tư vấn cho khách hàng uống cái sản phẩm trắng da, nó có ba cái thành phần glutathione, vitamin C và lecithin, thì nó cũng sẽ làm cho da nó sẽ sáng hơn. Nhưng mà nó sẽ không thể nhanh so với cái phương pháp mà phun hay là chúng ta lột da được. Nó sẽ lâu hơn nhưng mà nó sẽ làm rất là an toàn. Thì đấy là cái phương pháp mà mình đang còn tư vấn cho một số khách hàng, người ta đang còn dùng cái sản phẩm đấy uống trong cái điều trị mà sáng da. Thế thì cái phương pháp này thì ngoài cái việc mà chúng ta làm sáng da ấy, thì
điều trị nám nó cũng chính là sản phẩm để điều trị nám luôn, bởi vì nó làm cho sáng toàn bộ, nó sáng cả nám, nó sáng cả da mặt, nó sáng cả tay cả chân. Nên uống thuốc mà điều trị nám thì cả người nó cũng sáng, mà uống làm trắng da thì mặt nó cũng hết nám, cũng mờ nám. Thì đấy là cái nguyên lý của nó, vì nó đi vào toàn thân. Thì đấy chính là cái cách để mà chúng ta có thể làm trắng da được. Câu hỏi của bạn Thảo Nguyễn, làm sao để hạn chế tiết dầu ở trên da được? Thế thì cái việc mà tiết dầu ở trên da thì em sẽ rất là khó để kiểm soát, bởi vì nó liên quan đến cái tuyến bã, tuyến dầu của em. Thì có những người chúng ta sẽ bị rối loạn, đặc biệt là có những giai đoạn mà chúng ta sẽ bị rối loạn, như là cái chu kỳ, cái ngày của chu kỳ, hay là khi mà cái nồng độ androgen của phụ nữ ấy, nó sẽ tăng cao. À, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà dậy thì chẳng hạn, thì cái nồng độ hormone đấy nó tăng rất là cao, nó làm cho cái tuyến bã nó phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Thế thì em không thể nào mà kiểm soát cái đấy được. Nó có một số các phương án mà người ta có thể giải quyết nó, ví dụ như là người ta có thể là dùng điện nhiệt phân hủy, người ta có thể là dùng botox, người ta tiêm để làm cho giảm cái co cơ của cái tuyến bã đấy. Tuy nhiên thì nó chỉ là tác động đối với trường hợp mà phi đại thôi, còn những trường hợp mà da dầu bình thường thì nó lại không giải quyết. Thế thì đối với cái trường hợp mà da mà nó tiết dầu như thế thì cái cách, cái phương án mà chúng ta giải quyết là chúng ta kiểm soát cái dầu của nó trên bề mặt. Nhưng mà nó sẽ có một cái hay như thế này này, em sẽ để ý là khi mà cái da của em mà nó nhiều dầu ấy, thì chính cái dầu nó sinh ra nó đang còn bảo vệ da cho chúng ta. Nên em để ý là những người mà da dầu thì thường là ít nếp nhăn hơn so với những người da khô. Đấy là một cái điều mà chúng ta sẽ thấy là cái tác dụng của cái dầu như thế. Những người mà da khô ấy, thì rất là dễ bị nhăn, những người da dầu thì chả thấy nhăn bao giờ cả. Thấy mỗi lỗ chân lông to thôi, lỗ chân lông to với hay bị mụn, nhưng mà chả có nếp nhăn. Chúng ta để ý trên cái mặt của những người da dầu mà chảy, thì nó sẽ có cái tác dụng của nó cũng sẽ có cái lợi và có cái hại của nó. Thế thì đối với cái việc mà chúng ta kiểm soát cái dầu ở đây, chúng ta sẽ phải dùng cái dạng sữa rửa mặt để mà nó có khả năng mà kiểm soát cái dầu đấy được. Một trong những sữa rửa mặt mà lúc nãy mình có nói cho mọi người ấy, là cái Fucin Acne. Đấy là một trong những sữa rửa mặt mà nó kiểm soát dầu cực kỳ tốt. Ở đây chúng ta là kiểm soát dầu, chứ chúng ta không được phép loại bỏ hoàn toàn cái dầu nó đi. Nếu như chúng ta dùng một cái loại sữa rửa mặt mà chúng ta loại bỏ hoàn toàn cái dầu của nó ấy, thì nó sẽ gặp một cái vấn đề là như thế này. Đó là ngày hôm nay khi mà chúng ta loại bỏ hoàn toàn dầu thì 2 ngày sau nó sẽ có phản ứng feedback và nó tăng dầu lên cực kỳ nhiều cho chúng ta. Nên là khi mà chúng ta kiểm soát dầu thì nó sẽ không bị tăng lại. Kiểm soát ở đây tức là sao? Tức là sau khi mà chúng ta rửa xong, nó sẽ không hết sạch 100% dầu mà nó vẫn còn hơi hơi một chút ở trên bề mặt. Tức là nó vẫn còn hơi hơi nhờn nhờn một chút. Nên là cái sữa rửa mặt mà chuyên dành cho da dầu, da mụn ấy, thì thường sẽ là ít bọt. Nếu mà nhiều bọt thì nó sẽ làm sạch bách cái dầu đi và nó rất là dễ nó bị lại. Nhưng nếu như mà nó ít bọt ấy, thì nó sẽ là kiểm soát. Thế thì cái sản phẩm của mình ấy, cái sản phẩm Fucin Acne mà mình hay tư vấn cho khách hàng ấy, thì nó sẽ có một cái nhược điểm như này. Nó là cái sản phẩm của Đông y, nên là nó có cái mùi của cái thuốc Đông y, nên là nhiều người thì khó chịu. Nhưng mà thực tế mà nói là dùng cái sản phẩm đấy nó rất là hiệu quả cho khách hàng. Khi mà chúng ta rửa mặt bằng cái sữa rửa mặt đấy thì nó rất là hiệu quả. Thì em có thể là dùng cái sữa rửa mặt đấy cũng được. Hoặc là nếu như mà cao cấp hơn thì em có thể là dùng thêm một số những sản phẩm tẩy da chết có thành phần BHA, hoặc là cái sản phẩm mà Peel thì nó cũng sẽ giải quyết được cái dầu cho em. Câu hỏi của bạn Thủy Kim Cam. Dạ bác, cho em hỏi cái DNA cá hồi có phải là phương pháp tốt không ạ? Thế thì chúng ta sẽ phải biết được là cái DNA cá hồi nó bản chất nó là cái gì. Thường thì nó là một cái dạng chất dinh dưỡng, nó là những cái dạng acid amin, về bản chất của nó chính là cái acid amin. Nó không phải là mỗi DNA cá hồi hay là các chất tăng trưởng, về tất cả nó đều giống nhau cả. Trong đấy nó có cái thành phần là các acid amin tốt cho da, và ngoài các acid amin nữa thì nó có thêm cái thành phần nữa là HA, hyaluronic acid. Bởi vì thế mà khi mà chúng ta lăn kim, chúng ta tiêm, chúng ta phi kim, chúng ta meso vào trong da ấy, thì nó sẽ làm kích thích cho collagen và nó tăng sinh lên. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm cho da chúng ta trở nên căng mọng hơn, nên là sau khi làm xong chúng ta sẽ thấy da của chúng ta sẽ căng, nó sáng lên. Thì nguyên tắc về nguyên lý của nó là cái phương pháp này nó sẽ có kết quả, nó tốt chứ không phải là không. Nhưng mà em sẽ phải cân nhắc lại là cái sản phẩm đấy có được phép tiêm hay không. Đấy là cái quan trọng nhất. Tức là một cái sản phẩm mà được đưa vào trong da, nếu như nó cho phép lăn thì chúng ta mới được lăn, nó cho phép tiêm thì chúng ta mới được tiêm. Tuyệt đối không dùng cái lăn để mà tiêm, hay là không dùng cái bôi để mà lăn. Thì mỗi một cái sản phẩm nó sẽ có cho phép chúng ta đấy. Ví dụ như là cái sản phẩm mà để tiêm thì cái tên tiếng Anh của nó có cái chữ là injection, là tiêm. Sản phẩm mà để mà lăn thì người ta gọi là microneedling, để mà lăn kim, hay là mesotherapy thì nó dùng để lăn. Thì đấy là một số những cái từ khóa để mà chúng ta biết được là nó được phép lăn hay là được phép tiêm. Còn nếu không có thì khả năng nó là sản phẩm chỉ để bôi không thôi.
Một câu hỏi của bạn Hải Lê, Lê Thị Hải. Da mỏng yếu nên làm thế nào phục hồi cho nó khỏe lại em? Phục hồi ở đây có thể là em bôi những sản phẩm mà có thành phần chất tăng trưởng, em có thể là lăn kim những cái sản phẩm mà có thành phần chất tăng trưởng, em cũng có thể là tiêm những cái sản phẩm mà có thành phần chất tăng trưởng. Các sản phẩm mà có thành phần chất tăng trưởng ví dụ như là IGF, IGEF, một số những cái chất tăng trưởng khác nữa nhiều lắm. Nhưng mà cái mà anh đang dùng tại thời điểm hiện tại mà nó hiệu quả nhất mà anh đang còn dùng đó là PFP, đấy là cái huyết tương giàu tiểu cầu, thì trong đấy thì là cái nồng độ chất tăng trưởng của nó là cao nhất, thì anh dùng cái đấy. Còn không thì em có thể là sử dụng một số những cái sản phẩm mà người ta gọi nó là sản phẩm từ công nghệ nuôi cấy tế bào gốc, thì nó cũng sẽ có những thành phần đấy cho em, để em có thể mà bôi hoặc là lăn kim hoặc là tiêm đều được, để có thể là giải quyết cho cái việc mà da mỏng và yếu. Nhiều câu hỏi quá. Đâu rồi? Rồi mất rồi. Đang trên. Đây. Khánh Thi cho em hỏi làm thế nào để xe khít lỗ chân lông hiệu quả. Lên TikTok bác sĩ học có cái video nói về việc mà xe khít lỗ chân lông. Vào TikTok đi. Ai mà có TikTok thì lên trên TikTok và cho mình một tim cái, cho nó lên cái video rực rỡ cái để xem nào. Ok, 160.000 lượt follow lên TikTok nha. Có cái video về xe khít lỗ chân lông, ai mà quan tâm đến cái đấy thì chúng ta lên chúng ta xem. Chúng ta sẽ tìm những cái câu hỏi nào mà chưa có thì chúng ta sẽ trả lời thôi. Lyoshi cho em hỏi da bị đốm nâu tàn nhang nốt ruồi sau khi mình xử lý bắn laser làm cách nào để da không để lại thâm. Chống nắng em, quan trọng nhất là chống nắng. Không chống nắng thì kiểu gì nó cũng tăng hấp tố. Em chống nắng kỹ chưa anh? Nếu như mà em vào sau thì xem lại cái livestream này, cái phần đầu anh nói rất là kỹ về cái việc mà chống nắng, cái đoạn đầu của livestream này này, thì đấy là cách tốt nhất. Ngoài ra nữa thì em có thể là uống một số những sản phẩm mà ức chế sắc tố. Ở đây em có thể là uống là Transamin hoặc Transino, hoặc là cái sản phẩm mà anh đang dùng đó là cái bộ ba hydro, cái bộ ba là glutathione, vitamin C, lecithin, thì đấy là một trong những cái sản phẩm mà có thể ức chế sắc tố. Thì ngoài cái việc mà em bắn laser thì em nên bôi kem chống nắng và uống những sản phẩm ức chế. Nhưng mà cái bắn laser nó cũng rất là quan trọng nha. Em phải hiểu được cái nguyên lý của cái việc bắn laser, cái phác đồ nó dùng như thế nào, chứ không mà em mà bắn linh tinh là rất là dễ bị tăng sắc tố đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để nhận thêm những kiến thức mới nhất từ Dr. Ngọc, các bạn có thể kích vào hình tròn ở giữa. Các bạn cũng có thể là xem thêm một số video của Dr. Ngọc ở bên trái cũng như bên phải trên màn hình của chúng ta.